Đây là hành trình mà cả nhóm mình bắt đầu đi từ chợ Đài Loan vào tới bìa rừng. Đây, toàn là tất cả các thành viên trong đoàn. Lúc này khoảng 6:30 sáng thì cả nhóm bắt đầu chuẩn bị hành lý và bắt đầu đi vào trong rừng. Đây là bìa rừng này. Mình có tham quan một cái nhà của người dân tộc, họ sống thì ở bìa trời rừng luôn. Đang chuẩn bị mưa lại nhìn tôi đi. Đấy. I can only imagine us both loving through the night. I can only imagine us together side by side. I can only imagine we're dancing in the moonlight. Ở bìa rừng thì thảm thực vật chưa có đa dạng phong phú cho lắm, đa phần là mọi người trồng cà phê và một số cái cây. Ở đây họ không trồng tiêu được, chủ yếu là trồng cà phê là chính. Tiếc, rất tiếc là cái mùa này lại không có hoa cà phê nên nó không có đẹp lắm, khá là thưa thớt. Đường đi vào thì tương đối bằng phẳng, chỉ có một số chỗ là nó là cái sông thì bắt đầu là phải có cái cầu này nó để bắc qua như vậy. Đây, tiếp theo mình rất khâm phục. Đây là những cái ngọn đồi dốc rất là cao và bọn mình phải vượt qua. Đây là cái đường mà bắt đầu chuẩn bị hạ để ăn cơm này, cơm trưa. Chỗ này bọn mình chụp hình thì ở xa xa các bạn có thể thấy được cái bọn chở gỗ tặc nó dùng xe tự chế để chở. Mình sẽ cố gắng để zoom lại cho các bạn nhìn rõ. Kinh khủng lắm, buôn lậu gỗ nhiều mà. Rất là công khai luôn, chẳng có sợ gì cả đâu. Thấy như anh xe ôm nói mình thì đa phần là cho tiền kiểm lâm hết rồi nên cứ chẳng thoải mái. Bắt đầu đi sang quả đồi phía bên kia để ăn cơm này. Cả nhóm trẻ bạt ra đây ăn cơm với nhau thì bữa trưa khá đơn giản thôi, mọi người ăn cơm trắng được chuẩn bị từ chợ Đài Loan và ăn với cá cơm với giò chả dưa leo thế thôi. Được lúc mà ăn phở thì được chú bán phở dễ thương á, cho một nải chuối với một ít trái cây gồm thanh long rồi cam á. Cả nhóm ở đây đã hạ rồi ăn với nhau này. Thật sự đêm hôm trước mình đâu có ngủ được đâu, thế là tranh thủ ngủ một xíu khoảng có được 10 phút trước khi hành trình buổi chiều. Được cái là cái ngày đầu tiên đi thì thời tiết cũng khá là dễ chịu, hơi có sẩm sỉu mưa buổi sáng, nhưng được cái là mát, trời không có nắng nhiều nên mình đang không thể uống nhiều nước và tính sức lắm. Chặng đường ngày đầu tiên chính xác là khoảng 18-19 cây gì đấy. Nói chung là cũng ok, không quá mệt. Mình thì đối với mình là khá bình thường. Chỉ có con dốc này, mọi người đang nghỉ. Đây con dốc rất là thẳng tắp luôn đấy. Con dốc rất là khiếp. Đây là một số đoàn khác họ không có poster và mọi người chủ yếu là mang hết đồ đạc của cá nhân của mình luôn nên rất là nặng. Cái ba lô chắc phải tầm 15-20 kg gì đấy. Bên mình thì có công tơ nhưng mà nhẹ nhàng có rất nhiều. Vẫn qua 18 quả đồi nữa đâu. Đây, đây đây là cái xe bán nước á. Đây là con dốc chuẩn bị lên đồi để cắm trại nghỉ tối ngày hôm nay. Điên khủng. Đây là đồi chuồn chuồn. Nhìn hấp dẫn không các bạn? Cái này không phải là của nhóm mình đâu. Đi trên đường gần ngắm trại tự nhiên thấy người ta thì bay vào chụp hình như thật đấy, thấy ngượng luôn đấy. Còn đây mới là của mình này, nhóm mình nhỏ nên đâm ra không có nhiều đồ ăn như vậy, chủ yếu là một ít thịt và một con gà nướng như vậy thôi. Thấy cũng ok, ăn cũng đủ, mọi người cũng đều no hết mà. Đang bạn leader đang làm gọi. Tranh thủ buổi chiều mình chụp thêm một số cảnh tham lắc và mọi người cũng tự sướng với nhau. Hoàng hôn khá là tuyệt vời.
Hấp dẫn không các bạn? Thì thực đơn buổi chiều hôm nay có gà nướng, rau củ quả, thịt nướng, có cả rượu sữa nữa, cháo gà. Đây, cả đoàn ngồi ăn. Hát mà mình lấy được. Chuyển sang ngày sáng ngày hôm sau. Sáng hôm sau khi mình dậy thì cả nhóm bắt đầu vệ sinh cá nhân và nấu mì ăn. Mì xúc xích ăn cũng ngon. Thịt luộc ấy. Cảm giác mà tận hưởng cái bình minh và ăn mì ở trên đây phê lắm các bạn. Chia sẻ nhau từng ít nước còn lại trong ngày hôm sau. Thì ngày hôm sau chặng đường đi ngắn hơn xíu, hình như có 16-17 cây thì phải. Sau đó là ra chỗ qua ớt ăn cơm rồi, nên đâm ra mọi người cũng không có quá nặng lời lắm. Điên điên. Tranh thủ bâu hình một xíu này, tập yoga, đù. Có thấy gái là không thể nào tập được. Cuối chặng đường ngày thứ hai, tức là ra sắp ra khỏi biệt rừng nữa. Đường khá là xấu, gồ ghề và dốc khá cao, đâm ra mọi người đi đa phần bị đau chân. Vì cái mũi chân của mình ấy, nó cứt vô giày nên đâm rất đau. Và các bạn nhìn thấy con dốc rất là thẳng luôn ấy. Mà đến lúc này thực sự là cả đoàn nó hết nước rồi. Đây, bắt đầu ra biệt rừng quán ớt ấy, thì mọi người có rủ nhau đi tắm suối. Thì đi ra cái đập ngay kế bên quán ớt tắm này. Tắm ở đây tắm tiên khá thú vị. Thực chất thì tắm qua thôi. Sau đó thì xe bắt đầu đi từ quán ớt chạy thẳng ra chỗ nó bãi đá cổ thạch. Bảy màu đấy. Mọi người uống nước mía và bắt đầu kết thúc hành trình ngày hôm nay. Bây giờ 6 giờ sáng ở Sài Gòn, mình đã về tới nơi và chuẩn bị đi làm.